cái thời điểm mà Phúc bắt đầu tái chấn thương trở lại và đang ở cái thời điểm đỉnh cao nhất trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 2015 là lúc đó là Phúc đã gọi là đã trải qua 4 lần phẫu thuật, thì trong 15 năm là từ 2001 đến năm 2015, thì 15 năm đó là có 2 ca mổ hở và 2 ca mổ nội soi. Cũng có một ca nội soi ở bên Singapore nhưng mà về cũng không hết, nó cũng đau lại. Thì tới lúc mà tái lại là đau lại lần thứ 5 là năm 2014, là lúc đó là nặng nhất, là lúc đó mình đau trở lại rồi mình không đi nổi, nằm nó cũng đau. Thì đầu năm 2015 là trong cái lúc mà Phúc tham gia thi một cái chương trình ở trên sóng truyền hình đó, thì Phúc đau quá mình mới đi chẩn đoán, đi khám. Thì chẩn đoán là bác sĩ đi kêu mình là định mổ thêm lần nữa, và lần này thì sẽ kẹp titan đó, kẹp cái sắt và thay cái đĩa đệm, tại vì mình mổ nhiều lần cái đĩa đệm mình nó bị xẹp nó mất. Thế lúc đó mình nghe có phẫu thuật mà về kẹp sắt rồi nọ nên mình cũng sợ. Thế mình không làm cái ca phẫu thuật đó mà mình về. Về nhà thì cái đau đó nó cứ dai dẳng, và cái tuần lễ đau nhất á, cái có một người bác sĩ gọi điện thoại cho bà xã của Phúc, nói là có một cái phương pháp có thể giúp cho Phúc mà chắc là không cần phải phẫu thuật trở lại. Tại vì hôm trước bác có nghe con nói trên sóng truyền hình là con định đi phẫu thuật lần 5, nhưng mà thôi bây giờ qua chỗ của bác đi, bác có cái giải pháp, cái phương pháp giúp cho con mà không cần phải phẫu thuật đâu, tại vì con phẫu thuật nhiều lần quá rồi, bây giờ phẫu thuật nữa nguy hiểm lắm, thì qua bác giúp cho. Thì lúc đó mình cũng nằm, mình đã chữa mười mấy năm rồi mà nghe nói cái bác sĩ nào mình cũng đến hết rồi, mà mổ nhiều lần cũng hết rồi, bây giờ mà nghe nói có phương pháp mình cũng hoang mang, mình không biết có được hay không, mà mình không có tin. Thì ngày hôm đó mình không có qua, ngày hôm đó mình không qua. Cái ngày hôm sau bác lại gọi lại cho một lần nữa cho số bà xã của Phúc. Cái bác mới nói là thôi bây giờ đưa Phúc qua đi, đưa qua tôi đi, tôi giúp, tôi không lấy tiền đâu. Thì sau đó cái bà xã của Phúc mới khuyên Phúc là thôi cho mình một cơ hội đi anh, tại bác đã nói tới như vậy rồi. Cái Phúc mới hôm sau Phúc qua. Thì từ bắt đầu cho cơ hội mình qua gặp bác, thì bác đã giúp cho Phúc có một cái phương pháp mà cho tới thời điểm bây giờ Phúc phục hồi lại, khỏe mạnh trở lại, mà mình không cần phải dùng lại một viên thuốc giảm đau nào, cũng không cần xâm lấn trở lại. Và mình đã có một cái sức khỏe để mình làm việc và mình gây dựng lại cái sự nghiệp của mình trong 7 năm nay là như vậy.